chiều ngày 8 tháng 11, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm người chửi bới, dùng tay và ghế đánh liên tiếp vào lưng và đầu của một số người mặc đồng phục thanh niên xung phong là nhân viên của phà cắt lái. Cụ thể, người đàn ông ngồi trên xe máy phía sau chở thùng hàng lớn, người còn lại tiến tới đẩy thanh gác soát vé để xe máy chạy qua nhưng bất thành. Chưa hết, hai người này tiếp tục dựng xe máy rồi áp sát, dùng tay, ghế đánh vào lưng, đầu của một số nhân viên soát vé. Đoạn clip sau khi được lan truyền trên mạng đã gây bất bình trong dư luận. Qua xác minh, vụ việc xảy ra chiều ngày 4 tháng 11. Đại diện phà cắt lái cũng cho biết, nguyên nhân dẫn đến vụ đánh nhau là do hai người đàn ông đi xe máy đã lưu thông ngược chiều, chạy vào làn đường dành cho xe qua phà từ phía thành phố Hồ Chí Minh về Đồng Nai để lên phà nhưng đã bị nhân viên phà chặn lại. Xí nghiệp quản lý phà thanh niên xung phong đã báo cho công an để hỗ trợ giải quyết. Hiện vụ việc đang được xác minh, làm rõ.